Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, vậy là chiếc xe Honda City 2017 model 2018 của chúng tôi đã về với cặp vợ chồng rất là trẻ. Một đôi vợ chồng thanh niên rất là trẻ đã đến mua xe chiếc xe này. Và cụ thể là người vợ, một cô vợ trẻ trung, xinh đẹp và tài năng. Cô đã đến mua xe. Một mình cô đến mua xe và mang vào hãng check. Đúng là một cô gái rất là trẻ trung, xinh đẹp, lại còn tài giỏi nữa. Tự một mình đi mua xe và check xe, đã đem vào trong hãng, nhờ hãng check và sau đó làm việc với tôi về giá cả, thủ tục trả góp. Xong đó là sau khi làm hoàn thành tất cả thủ tục thì hôm nay là anh chồng đã đến và nhận chiếc xe. Anh chồng chia sẻ là từ hôm mua xe nhưng mà đây là lần đầu tiên mới được đến cửa hàng và được nhìn thấy chiếc xe, mà trong quá trình làm thủ tục từ trước đó là người vợ đã làm. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Nếu như quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe ô tô cũ thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ.